À đây, đối thủ của tôi đây à. Chào ông Anh nhá. Chào ông Anh. À, đây là hôm nay bọn tôi đang tổ chức là đấu võ 1-1. Ông Anh là đối thủ của tôi đấy. Mời ông Anh vào sao luôn đấy. Sao chơi vô công 20 tiếng được mà làm việc có tí than kỷ luật ảnh đi. Em vừa lỗi bay về đây, chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh ạ. Ừ, thì bọn tôi đang tổ chức đấu võ mà đang mở random ấy. Mỗi người, cái ai đến là được vào luôn đấy. Anh vào đây đấy, tôi với anh đấu thôi. 1-1, vô đây. Anh bạn tên gì nhỉ? Tên Nông Văn Dân anh ơi. À, anh Nông Dân à? Thế anh này gặp đúng Lôi Văn Khê rồi, Thiên Văn Lôi đây. Ôi, quang rồi, em nào còn một máu anh à. Tôi chấp anh ra đòn trước đấy. Chấp anh ra đòn trước đấy. Anh chấp thì tôi xin phép vậy. Quá anh ơi. Anh à. Được quá ta. Anh có vẻ di chuyển mượt cho tôi là sao nhỉ? Đánh lén á, sao anh bảo anh còn một máu? Còn một máu mà anh. Máu ấy, từ lấy giờ tôi đấm chưa ngất à? Ngất, sắp ngất rồi. Đừng đấm với anh rồi. Này, anh nhìn là Mây Thái này, thấy không? Mây Thái đấy. Ok, nhìn. Tôi nhìn kiểu tôi là cái bị cát anh đấm ấy nhỉ. Tôi chưa đấm anh đâu, tôi mới chỉ né, tôi đã đấm anh đâu. Anh đấm em, tôi lại né cho anh xem. Đấy. Anh già. Anh thấy không? Tôi né ngay. Quá ta. À, mượt luôn đấy chứ. À, sao lại được ngồi đầy máu rồi. Đấy, thấy chưa? Khó chứ anh ấy, khó chưa? Đấy. Anh em giao ban được tôi. Tôi ngày xưa là vô địch đấy, tôi quyền vương của giải đấu đấy. Mình có né được đòn đánh lén không anh nhỉ? Đánh lén anh đánh thử đấy. Anh thủ thế thì sao lén là được hả anh? Ừ đấy, tôi phải thủ chứ. Chẳng may anh ấy đánh lén tôi. Khó chưa? Khó. Được rồi. Ây à, đấm trúng rồi. Ây à. Mấy Thái hay quá nhờ. Anh học của đâu ấy anh? Đấy, ơi, sợ tôi nghiệp vụ mà. Thế à? Tôi được ông nội tôi dạy võ đấy. Ờ, thế à, em tưởng cái anh Cảnh anh dạy cho. À không, tôi có phải bên trong đồn liêm đâu. Thất truyền ra ngoài anh ạ. Khó đấy. Chết. Đây rồi. À, đấm lén à? Anh này có bài đấm lén đấm hoài. Võ hay quá nhờ. Được không anh? Được không? Vào thế ngay. Anh em chảy máu rồi, thôi. À thôi à, thế thôi. Vai bác sĩ cứu em. Đúng không, anh này có cái túi bác sĩ mà. Đúng rồi, anh là bác sĩ vừa chữa mà. Ừ, anh này cũng bác sĩ này. Anh chảy máu bác sĩ ơi. À không phải. Anh này đồn liêm, Cháu mày bác sĩ mà anh. Ủa bác sĩ sao anh cầm dùi cui và đeo túi đồn liêm? Em đang bon mồm, em ghi cái hóa đơn chưa kịp ghi nữa. Cút luôn. Anh cút luôn. Đúng rồi. Anh cút luôn. Anh chữa lại cho em ơi. Em chảy máu. Đúng rồi, đẹp anh ơi. Quanh 2000 anh ơi. Tiền mặt hay quá đơn anh nhờ. Sao chưa chảy máu vừa tận 2000 rồi anh? Đúng rồi anh. Giá nó lên anh ơi. Trời ơi. Này anh nhìn thấy mấy anh đồn liêm mà đánh chưa chắc đã chúng tôi. Chấp anh dùng vũ khí luôn. À. Đứng kìa anh. Tí chết. Sao anh chạy mày? Ui quả đấy mà bị phệt thì đi luôn anh ạ. À. May quá tôi lé được. Tưởng anh cầm bóng không? Không như anh chơi lấy đá phệt được không? Không được chơi lấy đá, đánh bình thường đây. Em sắp chụp được cảnh bác sĩ đánh đàn rồi. Quá. Anh ấy đánh đàn đau quá. May tôi lé kịp tí cút. À, anh cầm vũ khí đánh không nhanh bằng tôi đâu nhá. Tôi ra đòn nhanh lắm đấy. Ừ. Né thôi. À quỷ à? Cái gì? Anh thử lại không? Thử lại à? Nhưng anh không lấy đà, cơ. Rồi, tao quýnh không lẽ giờ tao chỉ đứng trước mặt anh tao quýnh đúng không? Đúng rồi, đánh tới tôi, anh chơi lấy đà, tôi có nhiều môn võ lấy đà lắm. Rồi đấy rồi, anh thử đi. Tôi lấy đà gì? Anh thủ thôi, chứ lấy đà gì? À được rồi.
anh em. Anh thổi nha anh, chuẩn bị quấn nha anh. Được đấy, anh được đấy chứ. Mà máu cái em mày ơi. Ui chục. Bỏ công mày không lại cái người cui rồi anh ơi. Ai ơi, cái gì ơi, đi rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Bác sĩ đánh. Ủa? Người, bác sĩ đánh người. Được, anh đỡ được. Đỡ thì phát một phát thôi chứ, đỡ ra được 2 phát. Kêu 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 470 kêu kêu kêu. Anh đợi đấy, em cứu anh được, anh yên tâm. Anh không cần đọc số đâu. Ây à, được quá nhờ. Anh đúng bác sĩ tay nghề cao đấy. Tay nghề cao chứ. Bây giờ em chuẩn bị ngất rồi này. Chuẩn bị cứu, cứu đi coi, đi coi. Ok. Băng cây, băng cây. Ui, có cả bắn. Ê mà giờ, ây giờ à, rớt cho băng ca là băng để đi. Ây à, có mới à, mới à, mới có mới, đồ mới à. Mới anh ơi, đồ mới anh ơi. Đấy, tôi... 2.000 nha. Ây à, cứ chỉ thế là cứu được à? Quá chuyện quá con. Có anh 2.000 nha anh. Không biết là nhất chuyện chỉ đây. Cái gì nữa, anh ra anh thử thôi, anh đập với người ta đi luôn đi, anh đòi 2 tiền. Thì anh không kêu dừng sao mà biết được dừng anh. Thì anh phải từ từ, đã kêu kêu rồi, anh đã bổ liên tục rồi. Anh đóng như đóng gạch. Anh phải kêu chứ. Ờ, đang rảnh này. Không gì làm này, mọi người làm chú gà đi. Đây có admin revive chưa? Chú gà thì nào, ai đấu với tôi vô đây? Một vô đây. Anh vừa múc anh xong. Trời, múc đi. Nào bây giờ anh nào múc, anh này anh Nông Văn Dân đi. Anh nào múc thì vô tôi revive. Đúng rồi, anh Nông Văn Dân xong chưa? Bé mày. Ây da, ây da. Nhờ, nhờ. Nung Văn Dân. 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 Cố lên ơi. Ui trời. Ui trời. Anh em bỏ ra đi, còn đang target mọi người bây giờ. Nung Văn Dân. 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 Nông Văn Dân, Nông Văn Dân, Nông Văn Dân, Nông Văn Dân, Nông Văn Dân. Đỡ đi, đỡ đi. Né không ăn thua anh ạ. Né, 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 né. Sao tôi vừa đánh xì màn vậy? Né, 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 đấm là bác sĩ ơi. Né, 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 né. Em chỉ muốn nói là em fan anh 2 năm rồi, em chỉ mong gặp anh một lần là anh bô béo. Ừ. Né, né. Đi rồi, đi rồi. Né, né, né. Cho tôi đối thủ tiếp theo đây. Ác, ác, ác kìa. Ba người quýnh tôi còn hứa. Vô. 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 Ready for a concussion? Vô. Vô. Fuck you man. Vô. 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 Ain't worth shit. Ready for a concussion? Vô. Yo. Smelly asshole. Yo, yo. Fuck you, man. Yo. 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 Worth shit. Yo, yo. This day sucks. Yo. Yo. Ready for a concussion?
Yo. Ủa sao đen xì rồi? Yo. Yo. Đấy là chiêu thức là giả chết nha, kim thiền thoát xác nhá. Sai nào ấy nhỉ? Sai ở đâu ấy? Sao lại sai? Em nhập. Đâu đối thủ tiếp theo nào? Có chữ gì đấy ạ? Đâu đối thủ tiếp theo đấy? Đều dùng. Anh khôi mày chơi đấm chơi giữ ship này. Chơi thích chơi kiểu đấy à? Hả? Thích chơi kiểu đấy thì không có cửa. Thì không có cửa. Anh chơi chơi đứng xa ra. chơi Anh sợ chưa? Đóng tay. Sợ chưa? Ai à? Sợ chưa? Anh đấm rào à? Sợ chưa? Sợ chưa? Anh combo được. Có được em nhá. Sợ chưa? Ây à. Chết mẹ ngất rồi. Ây à. Anh đừng nghĩ mà. Sợ chưa? Ây à! Chưa nhá. Ây à! Trời ơi, như nào? Thằng này nó liên hoàn, các thằng này nó vào liên hoàn đấm quá. Ôi giời ơi, như nào? Em vào nhầm rồi. Trâu quá. Thằng ấy chắc tên là Châu hay sao ấy. Dày bị hộ thế nhỉ? Dày thế. Nói chung là sao anh bước bom đi. Mà thấy Châu thế. Đấm mãi không ngắt ạ. Cho tôi hỏi cái là anh này có phải là bên bên Đồn Liêm không? Vâng, tôi thủ trưởng Đồn Liêm. Anh cần gì? Ôi giời ơi, thế sao? Anh khỏe hơn người thường, đúng rồi anh.
Ngày nào anh chả ăn tập thì anh khỏe hơn, đúng rồi. Đây anh đấm với người thường mà, ai vô đấm với anh đâu. Đâu, đâu, anh nào người thường vào đây. Em vào đấm luôn, em vào đấm luôn. Ừ, đây, vào luôn, vào luôn. Vào, đấm luôn em. Vào, vào. Ây da, ây da, vào. Ây da, ây da. Vào, ây da. Vào. Ây da, hầu rồi, hầu rồi, hầu rồi. Vào, vào. 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 Anh sai, em bị chị máu rồi, anh sai ơi. Vào. 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 Vào đây. Vào đây. Vào đây. Đau quá anh sai ạ. Đau, đau, đau. Vào đây. 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 726 ao hay sao ấy. Ây à. Ây à. Ây à. Ây à. Ôi trời ơi. Vào đây. Vào đây. Vào. 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 Ôi trời, anh say. Xong lên. Vào. Ôi trời. Vào. Đấm lại em ơi. Vào. Ôi trời. Có ăn nhờ. Vào. Đừng có đứng gần quá, người ta ta ghét nhầm bây giờ. Ôi trời ơi. Cho đối thủ khác em vào. Lên tục tục, lên tục tục, lên tục tục, lên tục tục. Rồi à, tiếp tục kìa. Lô cá trời nha. Từ từ cho tôi hồi sức cấp cứu, cho tôi tí đạm đi, cho tôi tí đạm đi. Cho đạm kìa, cháu ơi, đạm cháu ơi. Em đau quá, bác sĩ ơi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, đâu, đâu, anh nào thì anh này đi. Ờ, đấy, tiếp theo đấy. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Ôi trời. Bình tĩnh nào. Tiếp theo, tiếp theo. Ôi trời. Tiếp theo. Tiếp. Tiếp theo, tiếp theo. Ôi trời. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Đối thủ tiếp theo. Đối thủ tiếp theo. Đối thủ tiếp theo. Ôi trời. Đối thủ tiếp theo. Đối thủ tiếp theo. Đối thủ tiếp theo. Đối thủ. Đối thủ tiếp theo. Đối thủ tiếp theo. Ô trời. Đừng có nhảy, đừng có nhảy. Ây da, ây da, ây da, ây da. Đối thủ tiếp theo. 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 Anh này mắn thế. Cảm ơn đội nhà cú nhá. Cảm ơn đội nhà cú. Đây rồi. Thử anh này mới được. Sao anh này mắn vậy? Tôi mạnh đâu, tôi bình thường, tôi bình thường thôi. Anh này mới bị đấm vào mồm hai lần thôi mà. Anh vô 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 vô. Anh sai cho em túi với anh đây. Đâu, anh này, anh này đi. Ê, túi với anh. Rồi. Anh từ từ, anh có thần lực gì không đây, có thần lực gì không đây. Hả? Có cắn thần lực, thần liếc không đây. Không, ai chơi chơi thế, chơi 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 dư. Ok nha. Không cắn. Không cắn thần lực. Đầu trâu, đầu trâu, đầu trâu. Em chào anh. Đầu trâu. Anh chào hội nhà cũ. Chào em, cảm ơn em. Đầu trâu, đầu trâu, đầu trâu. Đầu. Rồi vậy lại cho gà hưởng trai. Hồi sập, hồi sập, hồi sập. Đầu trâu, combo. 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 Sao? 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 Biết tại sao vô du lịch quán quân không? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Ui da, ui da. Anh đồ châu cố lên, anh đồ châu cố lên. Alo. Tại sao? 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 Đứng im luôn. Tại sao? Chết rồi, đứng im luôn. Tại sao? Tại sao? Tại sao? À, chơi chơi nằm đi. Rồi luôn, rồi luôn. Tại sao? Đứng im luôn. Né luôn. Né. Né. Rồi sao? Né. Rồi sao? Né. Rồi sao? Né. Né. Rồi sao? Né. Rồi sao? Rồi sao? Anh nhìn. Anh đã trả tiền đi. Rồi sao? Rồi sao? Dính rồi. Chết rồi, chết rồi. Đơ rồi. Ôi giời ơi, đơ luôn nè. Mẹ à, gặp ngay thằng này thần lực, thằng này không tính. Trời ơi, em thành ra đèn trai ơi. Anh đầu châu rồi, như Mạo Vương, anh đầu châu rồi, như Mạo Vương. Trời em chơi luôn nè, anh trai. Đâu anh này đây. Qua anh khỏi đây. Tham gia. Tham gia. Tham gia. Tham gia. Tham gia. Tôi trả cho anh này nha. Tham gia. Bao nhiêu kìa? Nãy anh thấy trong người anh này có 5 mấy cục vàng, em lấy 5 mấy cục được. Tham gia. Nhiều quá, giờ tiền tham gia. Tham gia. Ok. 300 đi lên. 300 đi lên. Anh trả lên đâu? 300. Ui giời, anh ăn combo rồi. Anh là đúng vào combo rồi. Anh trả đi chơi cho anh ta. Anh cho tôi phục thù không? Ui thôi, bại tướng phục thù là cái gì? Đã bại tướng cái tích phục thù. Anh sao bây giờ mình làm một kèo không nhỉ? Cứu. Anh Châu đâu? Anh Châu đâu rồi? Anh Châu ơi! Đây, cứu anh này, đây. 691. À đấy, được rồi. Anh sao mình làm một kèo không nhỉ? Kèo cùng gì? Thôi, đã bại tướng cái tích thủ kèo. Thôi thì bây giờ cho em huyền vốn đi, em mới vừa quấn đâu bị gì đâu ta. 2000 đấy. Nguyên nè. Không, tôi thôi được rồi, anh bác sĩ ơi. Tôi là võ sĩ mà đề cao anh cái ơi, sự ơi, em chữa cho anh đó, anh ơi, anh được rồi à, anh ơi. À, tôi tưởng anh kia chữa. Tôi là đề cao cái sự gọi là giao lưu võ thuật chứ không có kẻo củng gì cả. Anh hiểu không? Thế giao lưu võ thuật tiếp đi, võ thuật đi. Thì bây giờ nhá. Bây giờ anh đỉnh cao rồi đúng không? Thế bây giờ anh cho em đấm anh 5 phát đi, coi như là anh chấp em đi được không? Không có chấp anh ạ. Anh võ sư phải có lòng từ trong võ sư. Đúng, anh này là đúng. Mình giao lưu võ thuật là phải ngang kèo. Đúng rồi. Ê bà đúng rồi, anh là phải thua trong không vinh quang đúng không anh? Sao? Nhưng mà anh là võ thuật đỉnh cao rồi, của em là nghiệp dư thôi anh ạ. Không, tôi cũng lưu tiêu diêu thôi. Không phải. Anh ơi, anh là võ sĩ á, anh mà không may á, anh chấp anh đó xong anh thắng. Ờ. Anh cũng đấy bình thường đúng không? Võ sư mà chấp thì mất chất tinh thần võ. Đúng rồi, mà tôi bảo từ đầu là chỉ trao đổi giao lưu thôi đúng không? À, anh thấy như tôi á, tôi không đánh được anh này đúng không? Đúng. Nhưng tôi vẫn tham gia vì đúng. Sao? Các anh em ngoài vui là chính. Đúng. Còn đoán nhau là phụ. Đúng không? Mình gọi là so tài võ thuật thôi đúng không? Thế bây giờ chấp dễ. Thế bây giờ để em bảo sư phụ ấy, anh sư phụ ơi. Anh làm một kèo với anh này không nhỉ? Thôi, bây giờ tôi bảo hai anh này đầu chọc giống nhau, hai anh trao đổi võ thuật tôi xem nào. Đấy, đỡ phải nói nhiều. Đấy, ngang cơ đấy, hai anh đấu thử với nhau đi. Ngang kèo luôn.
Đấy, chào, nhau lên, chơi đấy. Ui, chơi luôn rồi. Chơi rồi, tình huống ra tay rất nhanh rồi. Vẫn từ từ rồi, vẫn từ từ rồi, rồi trả lại. Đây rồi. Để yếu ghê lắm anh ơi. Ừ, trời. Ui, 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 ai à, combo, combo. Ai à, đây rồi, vào combo rồi. Không, combo ngay. Ây à, ai à, ai à, né đòn. Ai à. Cố gì, người ta có cho cố đâu. Cố lên, cố lên. Chạy đi, cố gì. Ai à, đúng rồi, cố lên. Đúng rồi, được đấy chứ. Đánh bác gì. Võ công kinh luôn đấy cú ạ. Đúng rồi, giao lưu thôi, giao lưu thôi, đúng rồi. Ok chưa? Ok luôn. Đúng rồi. Cả võ mồm rồi, đúng rồi. Hợp lý, đúng rồi. Đúng rồi, đau rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok chưa? Ok chưa? Hợp lý đâu. Rồi đứng im rồi, hết hợp lý rồi, đứng im rồi. Chóng mắt rồi, chóng mắt buồn nôn rồi. Rồi lại chóng mắt nữa rồi. Tinh thần này rồi. Ồ, căng rồi, căng rồi. Ây à. Vô cả thế mồm rồi. Hay. Được đấy chứ. Được đấy, được đấy. Anh nghe võ công được đấy. Em xứng đáng không nhỉ? Em xứng đáng là hơn nghiệp dư chứ nhỉ? Mano đây, hay đấy, hay đấy. Vâng, 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 cảm ơn anh ạ. Anh lên bán chuyên rồi, anh lên bán chuyên rồi đấy. Dạ, dạ, vâng, vâng ạ. Nhưng mà anh sao bây giờ, nhưng mà bây giờ em bị từ. Đau đầu rồi anh Giai ạ. Thế anh Giai kia phục chưa, anh Giai kia phục chưa? Phục chưa, phục chưa? Chưa phục. Tôi đấm nhiều hơn mà. Đâu mà. Chảy máu trước. Tôi ngồi xem thì thấy anh xanh lá, đấm anh nhiều hơn. Anh làm sao đấm nhiều hơn được? À, cứu tôi mới. Ok chưa? Nhưng mà anh Giai tôi cũng bị đau đầu. Em mới con đứa con đầu lòng anh. Anh Giai còn nhiều máu anh Giai. Uầy. Chúc mừng anh nhá. Chúc mừng em, chúc mừng em gia đình đón đứa con đầu lòng. Chúc mừng em. Chúc bé là ăn trộm lớn trộm vía nha. Chúc mừng em. Mày Giai phục chưa? Phục rồi. Đâu hết rồi, cứu tôi với. Đâu rồi, xỉu rồi. Thì làm trễ xíu vô tán mặt tao mà. Cháu chật rốt quá. Em vừa thắng xong nhưng mà em về về được thành phố chưa? Chưa anh ơi. Chưa à? Mót đâu? Thôi đợi đây thôi. Em thử không anh? Rồi. Mày xuống bổ cho tao lái xe nhá. Có thằng nào qua mày tao xuống cùng. Không, nếu mà có cái sạc vào là anh bỏ chạy, có sạc vào là chạy nhá. Ok, có cảnh sát qua này. Mẹ trong phạt người. Hư đấu rồi, phạt cái đấu đây, phạt 20 nghìn đấy. Trong người tao còn cầm 60 này, 60 viên đây này. Tao nó không thu đâu, không thu đâu. Tao sạc mà. À không thu à? Thì thu tiền nữa gì? 20 nghìn, 20 tới 25 nghìn đấy. Đéo đắt thế. Ừ. Làm cục bán được chắc được có thế. Hôm qua em bảo lần anh Hoàng đã chỗ ra mà. Ủa xe cảnh sát em ơi. Đây 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 đây. Không, mình đi lượn qua đây thôi, mình xem bọn làm gì thôi, lượn qua đây thôi. Thôi, bắt khỏi tóc. Bắt chưa? Bắt khỏi tóc. Đi vào khỏi tóc, đi. Ừ, anh ơi. Ơi, tôi nghe. Anh làm gì đây? Cho tôi hỏi, cái chỗ này cái gì, điểm đỏ đỏ là cái gì anh ơi? À, khu vực đỏ này là khu vực cấm nhá. À. Chứ là tụi tôi đang đi tuần tra. À, cấm. Mai mốt mình thấy mấy cái khu vực này là cấm á, tại ở đây theo như chúng tôi nghiên cứu thì ở đây là có những cái khoáng sản. Khoáng sản quý hiếm nên là người dân không có được động vào. Thì khả năng cao là trong thời gian sớm nhất thì lực lượng chúng tôi sẽ lên tịch thu cái chỗ khoáng sản này đi. À. Thế cấm là không cho người ta là đi vào đấy hay như nào anh, hay là cấm thì mình không có di chuyển vào trong khu vực này đấy. Chẳng may tôi bước vào thì các anh nhắc nhở hay là các anh thu tiền? Thì nếu mà chẳng may nhắc nhở thì tụi tôi sẽ nhắc nhở. Chẳng may anh bước vào thì tụi tôi sẽ nhắc nhở đấy. Còn ví dụ mà thấy anh cầm cái cuốc lên mà anh bổ vô thì chắc chắn là tụi tôi sẽ phạt. Thế phạt thì là phải phạt bao tiền anh? Nói chung là tùy. Đấy là tùy theo cái mức độ vi phạm của anh thôi. Thế là các anh đứng ở lây luôn, thấy người ta vào phát là anh cứ vào xông vào luôn? Không, tụi tôi vừa mới ở trong đấy đi ra, tụi tôi mới tuần ở trong đi ra xem có ai
ở trong cái khai thác không? À rồi rồi, thế ok đấy, cảm ơn. Tôi di chuyển ngay ra đây, các anh cũng di chuyển nha. Đi đấy, bọn tôi đi luôn đây. Cảm ơn các anh nhá. Tôi để em đổ xăng, để đổ xăng nhá. Rồi chào mấy anh nha. Ok ok, chào anh nhá. Ừ. Là em đang có cái bệnh trùng. Bây giờ anh tìm anh lại cái anh nói chuyện, anh đặt được cho em đủ pin xăng. Ok, anh hiểu. Cho anh em lên, làm là người ta cũng xăng đuổi mất. Đúng đúng đúng, hợp lý hợp lý. Ở lên đi. Ui, có xe vào, có xe vào làm rồi. Không 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 không. Từ từ, có xe vào làm, Xe này kiểu gì chẳng đi đuổi xe đấy. Chuẩn bị vòng lại, nơi này. Chuẩn bị vòng lại này. Kiểu gì xe đấy đang rình rình nhìn mình, ông xe mình vào cái là người ta ấy. Người ta đi đấy, Ừ đấy, mình đứng đấy. Ơ, trong đây xong rồi, tìm chỗ điểm khác đấy mới, điểm này xong rồi. Điểm khác thôi, điểm hết rồi. Đấy, mình đứng đấy, người ta cứ nhìn mình thôi, cùng điểm khác, thằng khác lại vào lát mất đấy. Anh kia anh thấy không, bên phải, bên thấy đôi rồi, có đường rồi, thấy không? Bên đường rồi, tôi bên đường rồi. Bây giờ ra luôn nhá, ra luôn mà nhìn có cái sẵn á thì anh đã vơ nó kia để anh cứu cho em được sẵn. Ok ok. Mẹ này phải có nhiều thằng nó phối hợp, mấy thằng kia nó chỉ biết sống cho bọn nó thôi. Là bọn nó bú được là bọn nó xong luôn, là bọn nó không chơi chiến thuật giống mình đâu, mình phải có chiến thuật đúng không? Mình cũng vội vàng được. Nhưng mà cái cú trên này nó hơi khó nhá, vì bà cái đường đi lên nó là không dễ đấy. Rồi anh biết cái cú. Tối như gì? Bao đen. Từ, có xe cảnh sát không? Không. Mình nhả bơm đi bao đó, thì cái chặt lên mình nhả đâu đi đã, mình là đâu đó. Mình lên hẳn trên này, luôn. Xe bao. Đừng vào. Anh chú ba đi. Anh nào vào đấm. Đừng đánh chú nó vội, mình phải bàn việc với chú nó. Bên ta phải, mình ta chạy. Không, phúc. Có sao không? Đấy, cảnh sát đến rồi, không bình tĩnh nữa, cứ bình thường thôi. Dừng ngay hành động của mình lại. Ê, tôi hỏng hơn mà chết. Ê, người ta đau dưới kia, chết. Bọn tôi đứng đây xem, bọn tôi không làm gì nha. Bọn tôi đứng đây xem. Dưới kia đang làm kìa. Đâu. Thấy chưa, nhanh lắm. Từ. Ta bảo. Bây giờ xe này đuổi bọn kia thì mình vào mình làm, hiểu không? Để cho bọn đuổi bọn dưới kia. Thế tính ra, chúng ta đi lùi về. Từ từ, để đuổi đằng kia đã, mình cũng làm. Đang nó chiếu. Ê, tao ra hóng mày, nó rút xăng nhá. Sếp ơi, em hỏi gì sếp? Sao đây? Không, bọn em ra hóng, xem xử phạt các thứ như nào đấy. Tốn nhiều tiền đúng không? Từ. Cái xử phạt tốn nhiều không anh? Nên là có vẻ nghe hơi không được rõ. Tùy theo mức độ của người ta cầm những cái gì đó. Ý là bên tôi nó đang mưa nên có nó hơi ồn. Mưa? Thông báo. Có cả mưa luôn. Tôi trong lòng à? Vâng. Anh cảnh sát, tôi hỏi. Ôi. Không, tôi hỏi anh này cơ. Anh cứ xử phạt đi, tôi hỏi. Tôi hết bố rồi. Tôi đang định cho anh cái này mà quên mất lúc đấy tôi lại ấy mất rồi, chứ tôi hết rồi. Nhưng mà tôi hỏi tí, anh ra. Là cái anh hỏi đi, anh cứ nói đi. Là cái này bị mà phạt thì mắc binh là mà làm mất bao tiền đấy.
mắc binh á. Vâng. Không, thực ra là tùy theo mức độ của người ta vi phạm như nào nữa. Ví dụ mà người ta chấp hành thì mức phạt nó nhẹ lắm. Với cả bọn tôi chỉ tịch thu những cái đồ cấm thôi. À, thế vừa hỏi mấy ông vào khu vực cấm này, ông ấy bảo là không thu đâu, cứ làm đi. Sao lại không thu? Có đồ cấm mà bọn tôi thu hết á. Đồ cấm nhưng mà nó là cái gì anh, để tôi biết, chẳng may nó rúi cho tôi xì cho các anh được. Ừ, cái này là tôi không được tiết lộ ra cho người dân này. Anh phải có cơ, lúc đấy tôi mới thu thì anh mới biết này. Thế nó phải có tên là gì tôi mới biết chứ, anh nói thế. Không có tên hả anh? Không, không. Thế thôi. Tôi có tên đấy nhưng mà tôi không nói được. Ui giời, thế thôi. Thế mắc binh là phạt bao tiền, mà thấp nhất bao tiền anh? Bình thường thấp nhất thì khoảng 3.000 thôi. Còn thế, cao nhất là khoảng từ 20 đến 25.000 anh ạ. Ui dồi. Thôi, cảm ơn anh nhá. Nặng phết đấy chứ, nặng phết chứ đùa đâu. Cô em đâu nhở? Cô em được việc thôi nhở? Sao rồi tình hình? Sao tình hình? Ok không? Em cứ đau trộm. Hứa cuộc. Hết chưa? Hết sạch chưa? Em đau trộm được 27 cục pháo, 20 đã. Ôi thương ngon thì thế. Nhưng mà hứa cuộc á. Hứa cuộc à? Không sao đây, tao còn cuộc con cuộc đây. Trong hộp đồ. Thấy, em có chiến thuật, mình có chiến thuật được không? Khu này là vẫn còn, từ các anh ấy đi chưa nhỉ? Anh chưa đi à? Tao tưởng mày hút xăng, mày chưa hút xăng à? Ông kia ông quả xe thôi, cái chạc quả xe đấy hút được. À, chắc thế. Ừ, chắc cục lối. Chắc thế. Bây giờ anh vào đây, em là trộm chứ. Từ, phải để cho ông ấy xử lý anh, đã. Anh bây giờ vừa nói chuyện đi. Ừ, anh thử cũng chưa thôi. Bây giờ mình vào cái lộ ngay đấy, cô em đang xuống. À, mấy cô anh đang xuống đấy. Ui, thằng xe trắng này liều này. Hai thằng liền này liều quá này. Đứng bên soi đèn đây. Bây giờ nhá, tao báo cảnh sát để cảnh sát lên tóm hai thằng này. Hiểu không? Xong mình vào mình đào. Đấy. Đúng rồi. Mình có chiến thuật. Chết. Thế nó báo nó trúng không? Đấy, tao báo đấy. Cảnh sát ra đuổi mấy cái này thì mình báo. Vừa bị bắt xong, đèn thế. Ừ, vừa bị thú nắm mấy cục vàng luôn ấy. Vừa bị thu xong, đèn thế. Thì không cho thu là bị phạt tiền. Đúng rồi. Cảnh sát đi chưa? Vừa đi xong. Bây giờ sao dám vô nữa? Nó đi rồi. Tôi xe xịn thì tôi chả dám vào đây. Anh ơi, cho em tham gia băng cướp với. Tham gia? Ừ, ông em có quả xe 4 thì trông được đấy chứ nhờ. Nhưng mà băng bọn anh là hoạt động là mạnh đấy nhá. À, hãy cho em xin số điện thoại đi. Em rồi. Cũng có tay nghề chạy chút. Rồi, đây, cho. Thằng của em tên gì đấy? Em tên là Benzet. Benzet à? À, được, của em tên được đấy. Anh, tôi báo nhầm ấy, tôi báo nó bên Đồn Liêm, tôi báo nhầm ấy. Sao đi anh? Tôi báo nhầm. Buồn cười chặt thì anh nhầm. Xin lỗi chị nhá. Đây à, Hiếu Thiện này đây à? Đúng. Đây này, số tôi đây. Đấy, số em đây. Ok. Mấy anh em cầm. Nhưng mà tôi. Hình như bên đó là gỗ quý đúng không sếp? Bên này à? Không, bên này. Bên này là đá, bên này là đá. Anh cho tôi xin số à, mình tham gia. Đi. Đây, mấy cô em mà tham gia hết đúng không? Được rồi, mấy cô em tham gia hết thì ra bên này họp, ra bên này họp. Gọi nốt hai kia. Mình phải lừa sếp rồi, mình phải lừa cảnh sát. Đúng rồi, mình phải lừa lên gọi nốt hai kia xuống. Đi, tao trộm, đi lao trộm nó. Đây này, hai cô em ơi. Hai cô em sang bên đường họp, anh bảo này. Mình bây giờ không nên làm đơn lẻ, hiểu không? Làm đơn lẻ đánh nhau đổ máu lắm. Mình sang bên đường mình họp đây, anh bảo này.
Đi, sang bên đường. Nhưng bây giờ chưa sáng luôn, chưa sáng luôn. Thì sáng mới họp, tối họp làm béo gì. Sáng mới họp, ra đây đi. Mấy cô em khóa hết xe vào không? Đứng hết đây. Rồi, đứng hết đây, đứng hết đây, đứng hết đây. Bây giờ nhá, anh em mình thì cũng đều là biết nhau cả đúng không? Đều là gọi là đá tặc đúng không? Đều đi đào vàng đúng không? Đúng rồi anh ơi. Đó, có khi mình bữa với nhau đúng, không chưa, cái này thì chưa bữa, anh khẳng định là anh chưa bữa thằng nào cả. Nhưng mà đây thì ở đây thì anh giới thiệu luôn. Để là cho anh em làm quen với nhau, xong về sau có gặp nhau thì đỡ va nhau. Với cả làm ăn mình phải có gọi là mình phải có chiến thuật. Bên, bởi vì là bên đồn Liêm là người ta sẽ đi trực từ 1 cho 2 xe. Thế nên là mình phải chơi chiến thuật là một xe đầu đi vào. Mình dụ, mình lừa. Mình lừa, đúng. Mình giả vờ vác cuốc thôi nhưng mình không đập. Mình người mình trắng tinh luôn, mình không đập. Hiểu không? Hoặc là mình đập thì mình mà mình lại vứt. Mình vứt cái quặng đấy, mình chấp nhận là mình hy sinh. Mình bỏ một ít, mình chỉ để lại đá trong người thôi. Đấy, xong khi mà đồn Liêm đến thì mình chạy. Thế nên là cái thằng đầu tiên sẽ thằng cực kỳ quan trọng, bởi vì sẽ tuyển thằng nào lái xe là đỉnh nhất. Nhiệm vụ là gì? Là câu kéo càng lâu thời gian càng tốt. Mình nghỉ câu kéo thời gian, mình chạy càng xa càng tốt thôi. Được chưa? Không rồi, giám bộ đứng dừng lại cho kiểm tra đúng không? Đúng rồi, không khi nào bị bắt thì các anh cứ đuổi tôi đấy, tôi sợ đấy, là người ta kiểm tra không cái gì, thế là thôi, xong, an toàn. Còn lại trong quá trình đấy thì hai đội kia là sẽ vào để gọi là khai thác. Tiếp tục nhá, đội thứ hai vào này. Đội thứ hai vào mà vẫn có đồn Liêm, lực lượng đồn Liêm đuổi này, lại tiếp tục chạy như thế tiếp. Mình vẫn phải an toàn. Mình không nên tham, mình tham là mình mất hết. Đến đội thứ ba là đội chắc chắn là đội sẽ quét được toàn bộ, bởi vì trên này anh để ý rồi, người ta chỉ trực từ 1 cho 2 xe thôi, không trực quá nhiều. Bởi vì còn những khu vực khác cũng nguy hiểm nữa. Ok chưa? À, anh trai này tìm hiểu kỹ thế. Ừ, cái này em, tôi tìm hiểu rồi. Đúng. Tại vì em vừa mới bị 2 xe dí đây. Đúng rồi, ít nhất là chỉ có 2 xe, à nhiều nhất là chỉ có 2 xe và ít nhất là 1 xe. Nhưng bởi mà... vì họ còn phải chia làm 2 người đi chung 1 xe để còn đảm bảo nhau mà, nữa. Nhưng mà anh trai có nhiều bãi đỏ lắm. Ở không, ven hồ không. Nhiều lắm. Đấy anh nói. Xong bãi này nó mới tới bãi kia đấy. Ừ, nó xong bãi này đến bãi khác. Em hiểu ý anh không? Hiểu anh. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là đây là bãi đá. Bãi đá thì nó loanh quanh khu vực bờ sông 2012 cho nó trải sang đây thôi. Còn bãi gỗ thì nó lại là ở khu vực sa mạc dưới kia. Thế nên là mình khi mà làm việc mình thấy bãi đỏ mình cứ đi chung cùng nhau. Mình đi chung cùng nhau nhưng đến gần điểm thì từng xe vào một, không ập cả ba vào. Hiểu ý anh không? Và hai xe kia sẽ gọi là không để cho đến đồn Liêm nhìn thấy. Người ta nhìn thấy là người ta sẽ chia người ra để người ta theo dõi. Đâm ra là mình cứ đứng xa ra để cho xe kia vào trước. Xe kia vào xong, xe kia alo. Alo, em chạy này, thì bắt đầu chạy. Được chưa? Hoặc là bọn anh mình tự nghe tiếng xe. Mình có nên đầu tư bộ đàm không anh? Bộ đàm à? Bộ đàm 9.000 một cái, hơi đắt không? Đặt đây. Chùa thì thôi, mình cứ làm ăn đã, mình làm ăn được đã. Mình làm ăn được, xong bắt đầu mình mới suy nghĩ đến việc là mình đầu tư. Thế nên nhá, ở đây rồi anh em mình giới thiệu thôi. Anh, họ Lôi, tên Khê. Đấy, anh giới thiệu tên anh trước. Rồi cứ từ trái qua thằng bên này trước đi. Còn tôi là 7A9. Rồi thằng tiếp theo. Em là Đông Đông đến từ Hồng Kông anh trai ạ. Đông Đông à? Đúng rồi, đúng. Rồi thằng tiếp theo. Em là Hoàng Triển Chiêu. Hoàng Triển Chiêu à? Ây da, thằng Hồng Kông, thằng Triển Chiêu được quá. Thằng này. Còn em là Ben Z Nguyễn. Ben Z, rồi tao biết thằng này. Thế thằng này. Em Z-Bow. Z-Bow đúng không? Rồi à. Bây giờ như này, trong số 5 thằng ở đây, thằng nào tự tin lái xe nhất? Để đâu? Em đầu tiên cho. Thằng nào? Zinbow đúng không? Em Zinbow. Xe mày đâu? Em. Xe đen. Con đấy có ngon không? Có chạy được không? Chạy được. Con đó chạy tốt đấy. Hơi ổn. Thôi rồi đúng không? Để em chạy cho. Từ từ. Bây giờ như này, mình đang có tổng cộng là 4 xe. Thế thì mình sẽ chơi chiến thuật là cò quay Nga, là 4 thằng vào. Thì thằng đầu tiên chạy là thằng Zinbow, xong đến thằng thứ hai là thằng Ben Z. Rồi thằng thứ ba là thằng vào đào, là thằng của hai thằng này, thằng Đông Đông với thằng Triển Chiêu. Được chưa? Okay. Còn anh sẽ là thằng thứ tư đi chặn hậu. Có vấn đề gì thì anh sẽ hỗ trợ bọc lót. Còn nếu mà đúng chúng rồi. Mày bị đuổi hết thì anh vào anh gõ. Được chưa? Đúng. Okay, anh là phải người quan sát đấy. Rồi và trong tất cả quá trình này làm được thì anh em mình góp hết quặng vào. Anh em mình chia đều hết. Được không? Thằng nào hơn thằng nào cả. Được chưa? Vâng. Bởi vì thằng nào có công. Vâng. Để anh ơi. Ok chưa? Thì bắt đầu từ tối ngày hôm nay nhá. Khu vực hoạt động của mình là mình sẽ tập trung ở cái chỗ trung tâm mua sắm. À đây rồi. Có một cô em lên này. À đây rồi. Cô em nào đi xe đỏ đây? Cô em đây, cô em nào đây? Xe đỏ cô em nào đây? Người lạ ạ. À người lạ nơi cuối con đường à? Thế vào đêm gì ấy? Em là người lạ ơi anh ơi. Người lạ ơi vào đêm gì? Có chuyện gì đấy người lạ ơi?
em đứng giao bán viên đá em trai của Kim Cương. Là viên gì? Viên ngũ sắc anh trai ạ. Ngũ sắc bao tiền? Ngũ sắc cũng như giá của Kim Cương anh trai ạ. Thôi di chuyển, ôi đi, dồi, di chuyển đi. Nhà bán này ngũ sắc lại bán bằng giá Kim Cương, nghe là thấy vô lý rồi. Ông mới nổ bán. Anh nghĩ là thằng đấy khả năng cao cũng là thằng cạnh tranh với anh em mình ở trên bãi kia đấy. Trùng ấy. Đúng rồi anh, thằng đó nó em cũng bữa nó rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi tí thì anh chắc anh em mình cũng không cần phải nói nhiều đâu. Cái thằng ai? Nó bảo nó có ngũ sắt trong người đấy anh em nhá. Để ý. Băm là được lấy đồ trong khu đỏ luôn đúng không anh? Không được lấy. Không được lấy luôn. Không được lấy. Mày thế thành phú rồi, thành phú. Cứ bóc à, cứ bóc. Chỉ được băm thôi đúng không? Băm thì mình phải nói chuyện á. Băng mình là gọi là làm việc là phải có trên có dưới, gặp là phải nói chuyện á, hiểu không? Em nói là em băm đấy là em vô luôn. Em để cái tư cho mày đi đấy. Xích xích giữ giùm em. Cái gì? Ok. Ủa, anh em có bình xăng không? Bình xăng á? Tao có này. Mày thiết xăng à? Xăng. Em còn nửa bình này. Đây tao đổ cho. À thôi này, tao đưa mày tự đổ này. Đổ đi. Anh nói lại tới giờ này, tới giờ lên xe này. Thằng kia đổ xăng đi. Xong rồi mày di chuyển lên góc 12 giờ nha cắt bâu ơi. Lên 12 giờ. Trước mặt đi. Anh thử coi lại anh đếm. Đây này, đá trên này này. Trời ơi. Đây. Nó bảo mà. Nó bảo khác nhau mà. Mày gọi điện bên kia đây, bảo đá bên này rồi. Em có chỗ. Ok, nói là thì nói. Mày nhìn cho anh điểm này bao nhiêu để anh gọi alo của nó. 1.30 hả? Tao giả vờ. Tao giả vờ đỗ vào lấy xăng nhá. Mày cứ triển khai nhá. Đây mày, đá đây mày. Qua đây. Anh dừng. Đi vòng tao, mày cứ vào đi. Tao đi vòng tao ngó có cảnh sát không? Cô em xuống triển khai đi cô em. Triển khai đi. Đi. Điểm mới. Trước mặt cái anh nữa, dưới trước mặt. Trước mặt là gỗ. Đó. Nhớ đường ra, trời ơi. Biết cái sông anh. Biết cái sông không? Rồi, ok. Sau lưng cơ mà. Đây, phải đi đường này mới vòng ra được. Đây, đây có đường ra này. Đấy, thấy chưa? Cứ tham phóng ra, thấy chưa? Chưa thấy nha. À tao thấy rồi. Thấy rồi. Hút luôn được. Triển khai luôn. Tao để thêm cuốc này nhá. Đào đi anh.
Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, bâu. Ông bạn ơi, chỗ này bọn tôi gõ được bạn ơi. Ông bạn ơi, chỗ này bọn tôi gõ được bạn ơi. Di chuyển đi, tránh những hợp anh em đổ máu anh em ơi. Ai 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 ai. Ông em tôi chặt gỗ. Dừng đi, gõ nhầm với tôi, gõ nhầm với tôi, dừng đi. Chặt gỗ mà, tôi chặt gỗ mà. Chặt gỗ đây không có, chơi không có, di chuyển đi. Lên em ơi. Lão nào. Ê, như mày bổ nhầm thằng bạn mình hay sao ấy? Thằng bâu hay sao ấy? Em không biết. Thằng này nó chỉ gọi em á. Em còn là ba phạt cái nó cưng chỉ đâu đấy. Mẹ, mày bổ đúng cả đồng đội rồi đấy. Xin mày đấy. Đây. Phải ông nào gõ em đấy. Trời ơi, cùng phe mà sao gõ nhau. Mày, mày phải hô lên là em đây như nào đây chứ. Em hô lên em đây. Em có thấy hô gì đâu mà. Hú lắm hú. Nhưng tao thấy nó bổ mày trước thật. Ừ, nó bổ em á. Nhưng mày mặt mày em nẻ đấy, em nẻ kịp đấy. Thằng này võ công cao cường nhỉ. Ê, hết rồi em ơi. Ủa, có mà, để bái chứ. Có một điểm. Điểm chỗ này không có, chắc là điểm dưới kia, điểm sa mạc à? Điểm sa mạc. Em vội quá, gõ cả người nhà. Đúng rồi, thì nó có em chịu. Ê, xong tao chuyển cho mày, tí mày cầm đi, mày ấy nhá. Mày nung nhá. Em có được 2-3 cục vàng á. Ừ, mày nung đi, xong mày bán thì chia cho anh em. Hết rồi, chỗ sa mạc là không thấy đâu. Không thấy thêm mày. Không thấy rồi. Không có, mọi lần nó nằm. Mọi lần nằm đây không, nằm. Không có rồi. Không có, có hiện rồi. Đây, mọi lần nó nằm quanh như này, mình leo đây cái thấy luôn rồi, giờ không có, hết rồi. Hết rồi em ơi, hết rồi sao ấy? Hình như hằng nãy là phát khoe nè. Thằng gõ em ấy, thằng đội nón phù thủy ấy. À thế à. Phát khoa. Khác phe. Thằng này á? Ơ, thằng này nè. Thằng này cùng phe mà. Nó gõ em chứ ai. Mày gõ tao với tên lẻ chứ. Mày gõ vào đầu nó trước mà. Thì em mới nói lộn nhưng mà đâu, em đâu có dính đâu. Mày nể một công quá cương nể kịp đấy, không một phát. Nhưng mà đâu có dính quả đó đâu, nó còn gõ em lại ba phát. Mày chứ ai mà việc được, mày chứ phải phong thứng chứ. Phải hô lên, mày tên gì mày đọc lên. Từ, thế mày được bao nhiêu rồi? Mày được bao nhiêu cục? Em được có một cục à? Một cục à? Ờ, cái ông nãy đi kế mình, ông gọi với em là ông được nhiều nhất ấy. Nó đâu rồi, thằng ấy đâu rồi ta? Anh gọi coi. Nó tên là cái gì? Quên mẹ rồi. Thì tao gọi thôi mà. Hình như là nó auto spam ở bên bển anh ạ. À. Mình chỉ cần kênh đó thôi ấy. À, thằng Hoàng tới chơi, đúng rồi. Lôi khê à? Ừ, thế nào rồi? Được bao nhiêu? Ôi dồi ôi, em vừa làm bệnh viện anh ơi. À thế à? Thế em giờ mới tỉnh xong. Ôi dồi ôi, thì hết bố nó rồi, thế thôi nhá. Vâng anh, ngày mai nhá, ngày mai. Ok. À, lỗ mà anh. Thằng Zibo, ừ. Đang nơi nào đây anh? 956. Ồ, bạn nào. Hết. Thôi nhưng mà bị gõ này, không có bị chảy máu anh ạ. Cũng may. Không. Ông tao có bán đế được, tao có bán đế được không sao. Hình như một gõ ghiều này là đi luôn ấy. Từ từ nha. Đúng rồi. Bây giờ mình góp hết lại vàng đi. Một gõ chỉ mang là chết đấy. Anh có 58 cục. Em có 50. Đây anh đưa hết cho mày nha. Đưa hết cho thằng Yên đi. Em đưa. Đấy, mày cầm đây. Mày nung đi xong mày về mày chiêu cho các anh em. Mấy anh em lấy số nhau đi. Đấy, để em share số cho. Cho tôi số không đi. Hai anh em chia xe số với nhau đi.
đợi thằng kia đến tôi ba phát. Cưa 100 quặng này thì là được một cục đúng không? Thế là tối nay mình được một cục rồi này, đợi thằng kia về chia nó xem được nó được hai cục không. Hình như nó có hai khu này, khu dưới đây và khu trên kia. Thế thằng này mày tên gì nhỉ? Em là Ben Z. À Ben Z, ừ thằng kia là thằng gắn bâu, cả hai thằng tên giống nhau. Đây đây thằng này nè. Thay được bao nhiêu? Trời ơi. Mình được mấy cục đấy? Hai mấy ấy. Em hả? Em được mày đưa hết thằng kia đây, mày đưa hết thằng kia. Đưa hết thằng này. Chấp tiền để số nhau nhá, khi nào mà anh đúng anh gọi nhá. Đấy, đưa hết cho nó. Mình xe tổng tận. Được bao nhiêu? Được thêm tổng cộng được bao nhiêu? Được 2 à? Được 2 à? Không, không, không đủ. À, được 131 cục thôi. 131 à? Và thêm 70 mấy cục nữa. Không thì mai làm chuyến nữa. Đây, thôi được nhá. Tao bỏ vốn của tao vậy. Vốn của tao có sẵn 66 cục, tao đưa nốt mày. Được chưa? Ôi trời ơi. Chạy trọng lượng quá. Đúng là ship của tụi em. Đó, được chưa? Còn thiếu mấy cục? Có bao nhiêu cho chúng mày hết rồi đấy. Tao hết sạch rồi đấy. Nãy em gấp vốn cũng ba mấy đó. Ừ, thế đấy, thì chuyển hết cho thằng này rồi đấy. Được rồi. Thằng Ben Z thì tao chưa có số hay sao ấy. Mày là có, gì? Có không? Em là à, Nguyễn Hiếu Hiện ấy. Duy Bâu là Ben Z à? Không không không. Nguyễn Hiếu Hiện nha. Ủa mà sao số của anh em điện không được ta? Anh đổi cái tên lại. Đây. Đổi tên rồi đéo đâu nhỉ? À, anh bấm vô cái số là đổi được tên. Mày tên là gì tao đổi? Em là Nguyễn Hiếu Hiện ấy. Hiếu Thiện đúng không? Đúng. Rồi thế mày bây giờ mày thích tên mày là gì? Anh đổi em thành Ben Z đi. Rồi. Còn thằng kia, thằng kia là Duy Bâu thì đổi thành gì? Bâu đâu anh? Duy Bo. Bâu đúng không? Rồi xong nhá. Tính ra nghề này kiếm là giờ không, chưa bằng. Nhưng mà bây giờ nhá, nhưng mà bây giờ kỳ vang mà anh đưa cho em ấy, kỳ vang này nó cũ rồi đúng không? Nó không thể ghép nào, không thể ghép lại một kiểu, ghép lại một tắc được. Ok. Là sao nữa? Là vang anh mất nửa đôi bên ấy. Ừ. Là vang anh có núng rồi đúng không? Ừ. Ừ thì đấy, bây giờ anh phải núng lại thêm một lần nữa chứ. À, bây giờ mình nung mà nó bằng cái đấy là mình ghép được vào với nhau đấy. Ờ đúng rồi. Ừ. Để tí nữa bây giờ phải tụng cổ mày cũng kiếm á. Bây giờ mình đi làm chiến gỗ đi. Đây. Cái bang là bang của anh nha. Cái bang của anh. Bang anh bây giờ nung và anh nung thêm một lưng rồi là nó đã tác phẩm. 10 gỗ này, được chưa? Còn Diêm này đây, Diêm đây. Được chưa? Còn thiếu gì nữa không? Hỏi tao cái đéo tao chả có. Ờ, tính ra hình như mình gớt hai ông rồi anh ạ. Chủ hai thằng đấy nó nằm viện. Trời. Ta vừa gọi rồi. Sao lại nằm viện ta? Hay đi thăm không? Ôi. Đi thôi anh đi. Alo. Thăm làm gì? Việc mình lo chưa xong, số đấy thăm làm gì? Đến giờ nó phải tự gọi cho mình. Mà giờ sếp em đã. À đúng vậy. Có đâu.